Xin chào các bạn nhé, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình IROP của dự án Kyoto Protocol. Đây là một cái dự án Multisan. Các bạn sẽ chia sẻ khoảng 1 triệu token Kyoto cũng như là BUSD, tương đương với khoảng 1 triệu đô la. Dự án này ấy, thì là chúng ta sẽ làm ở trên 3-4 nền tảng. Đấy, rồi nói chung là 3-4 bước gì đấy. Đấy, thì những cái dự án IROP hoặc là Bounty thì chúng ta sẽ thực hiện một số nhiệm vụ của dự án yêu cầu và chúng ta sẽ nhận được token free cũng như là coin free. Sau đấy thì những cái token hoặc là coin này nó list sàn thì chúng ta sẽ có thể bán được và chúng ta có thể chuyển sang USDT hoặc là chuyển sang Việt Nam đồng mọi người nhé. Thì cái dự án này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là các bạn sẽ ấn vào link bước 1. Chúng ta đăng ký một tài khoản nhé, tên, email, mật khẩu, sau đấy vào trong email xác minh cho mình nhé. Ở đây, tên, email, mật khẩu, các thứ, sau đấy vào trong email xác minh cho mình là xong. Bước 1. Bước 2 là chúng ta sẽ vào trong Jerry. Đấy, bạn nào mà chưa có tài khoản Jerry thì các bạn đăng ký cũng như là connect đến ví MetaMask của mình nhé. Sau đấy các bạn ấn vào Accept Invent. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái nhiệm vụ của chúng ta sẽ là live và retrain ở trên Twitter. Vì thế cho nên là các bạn chuẩn bị cho mình một ví ở trên Twitter nhé. Một tài khoản ở trên Twitter. Và đây thì chúng ta theo dõi luôn nhé. Flow luôn này. Retrain luôn này. Live này. Đấy, quay lại đây thì mọi người ấn vào claim reward để cho nó cộng cái point cho mình nhé. Rồi, còn một số nhiệm vụ ở bên dưới thì mọi người có thể tự làm nhé. Nó cũng khá là đơn giản thôi. Bước thứ ba nữa là chúng ta sẽ làm ở trên Discord. Các bạn cũng cần phải có một cái tài khoản ở trên Discord nhé. Nếu bạn nào mà chưa có thì các bạn đăng ký cho mình một tài khoản. Tiếp theo là các bạn sẽ ấn vào Accept Event. Nếu mà nó thấy như thế này ấy, thì là cái Discord của chúng ta bị đầy. Mọi người bỏ bớt đi nhé, mọi người bỏ bớt cái group đi. Đây vào đây những cái group này thì mọi người bỏ bớt đi, quá nó quá là đầy. Ví dụ dự án này mình ấn ly đi. Đấy, đầy quá, nó không có những cái dự án nó không có vào được nữa. Tại vì mình làm ở trên Discord này là toàn là những cái dự án những cái account free mọi người ạ. Vì thế cho nên là nó không có nhiều, chúng ta không có thể chứa được nhiều hoặc là theo dõi được nhiều. Nếu các bạn muốn theo dõi nhiều thì chúng ta sẽ phải trả tiền đấy. Đấy, còn nếu mà chúng ta làm cái account free ấy, thì chúng ta sẽ không theo được nhiều. Rồi chúng ta sẽ theo bước 3 nhé. Mình làm hết một lượt từ bước 1 đến bước 4 luôn. Thì sau đấy thì chúng ta sẽ quay lại làm Jerry nhé. Chúng ta cứ tích vào được, xong sao cả. Chúng ta vào phần đây, tích vào cái này cho mình. Chúng ta tắt đi nhé. Quay lại phần đây. Premium, chúng ta sẽ làm ở trên Premium. Ở trên này thì các bạn cũng phải có một cái ví nhé. Chúng ta ấn vào Login và connect đến ví MetaMask của mình nhé. Đấy, coi như là các bạn nào cũng phải có ví MetaMask nhé. Cái ví này là yêu cầu cần các bạn phải có. Đấy, có rất là nhiều dự án sử dụng cái ví này. Ở đây thì chúng ta đã theo rồi nhé. Chúng ta ấn vào đăng ký thôi. Tại vì chúng ta đã theo Discord rồi mà. Đấy, các bạn ấn vào tweet, tức là sẽ thấy một cái link giới thiệu thêm bạn bè hoặc là chúng ta đăng lên Twitter hoặc là đăng lên một số mạng xã hội để chúng ta có thể giới thiệu thêm bạn bè nhé. Rồi, coi như là xong cái phần 1, 2, 3, 4 rồi nhé. Còn mỗi cái nhiệm vụ ở bên này thì chúng ta cũng phải làm nè. Ở đây thì nó cũng yêu cầu chúng ta reply, tức là chúng ta bình luận ở bên dưới bài viết. Ở trên Twitter. Đấy, thì mọi người ấn vào đây, bình luận cho mình một cái. Nói chung là tiếng Anh nhưng mà chúng ta cứ cái câu cửa miệng của mình thôi. Dự án tuyệt vời, dự án rất là tốt, các thứ đấy. Nói chung là chơi bừa. Đấy, mấy cái câu cơ bản là chúng ta cần phải học thuộc. Tiếp theo là chúng ta sẽ theo dõi Twitter nhé. Twitter thì chúng ta theo rồi phải không? Chúng ta theo rồi thì chúng ta chỉ cần ấn claim thôi.
Nít cao thì chúng ta cũng theo rồi nè mọi người, ấn claim thôi. Còn ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ join join ấy nhá. Chúng ta join Telegram. Cái này thì cũng không cần phải join, nó cũng xác nhận cho mình luôn. Còn cái này thì chúng ta sẽ giới thiệu thêm bạn bè để chúng ta nhận được thêm 5 XP, tức là ấn vào đây này, có cái link ở đây nhé. Đây. Đấy, chúng ta copy link giới thiệu thêm bạn bè để nhận được 5 XP nữa. Còn cái nhiệm vụ thì chưa thấy nó ra nhiệm vụ gì thêm. Đấy, mới đến đây là chúng ta thấy là nó hết nhiệm vụ rồi và chúng ta làm thế thôi. Đấy. Đấy, coi như là chúng ta làm từ 1 đến 4 rồi nhá. Như cái bước này thì chúng ta đã làm hết rồi. Còn cái bước đầu tiên thì chúng ta có thể copy lấy link giới thiệu thêm bạn bè để chúng ta nhận được thêm point nhé. Càng nhiều point càng tốt mọi người ạ. Đấy. Cái dự án này mà sau này có cái update gì ấy, thì mình sẽ update lên kênh Telegram sau. Thì các bạn nhớ là theo dõi kênh Telegram cũng như là kênh YouTube để mình sẽ update những dự án mới cũng như là update những dự án cũ mọi người nhé. Đấy, thì các bạn nhớ theo dõi thường xuyên tại vì để mình update nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like cũng như là chia sẻ ủng hộ mình nhé.